Rồi chào các bạn, hôm nay tôi đang cắt cây dừa ở gạch dông Mương Ngang ha, cũng gần nhà mình nè. Thấy nè, bây giờ lái mới cắt nè, đó lái này cắt cũng rất là mạnh á, cắt cái là muốn chống lỏng vừa hết nè, đang lòi vô nè. Mấy bạn chừa một cho mình một cái đường đi nha, và đường lòi sầu riêng, tức là những cái nhánh này nè nó đâu có đậu trái đâu, các bạn thấy không, nó không có đậu trái nào hết, đậu trên đây nè, nó đậu lên. Bên đây mình không đi thì mình có thể chừa cái nhánh xà xuống nha. Mình cắt cái nhánh này bỏ đi, mình đi gãy phân hay là mình lòi sầu riêng nè, đó. Mình cánh nó khỏe hơn. Nha mấy bạn chừa này nó dở lắm. Nó tệ lắm. Mình là người làm, mình là người gắn bó với cái vườn của mình. Thì mình thiết kế làm sao cái đường đi. Mình đi hàng ngày mà, mình làm hàng ngày mà. Cho nó dễ nha, dễ làm. Đó. Dàn lá nó hơi xuống nha. Đó. Vườn này làm cho mình từ lúc số nhị đây này tới này nè, những chỗ lá cắt đó, cái cuốn này đó. Nhưng mà đi thuốc của mình chỉ được 70% thôi chứ không đi hết bài bản. Chủ vườn này cũng hơi ít là chịu chi, nó như thế đó, cắt rồi nè, không lỏng cây hết nè, các bạn thấy dàn cây chổi ghê không. Thì giá hiện tại là rất là tốt nha. Có một số bạn kêu mình là công khai giá là đang cho bà con biết. Không có ai mà đi đạp đổi những con của người khác nữa. Và cái cách làm ăn của người ta thì mình không nên nói, không đã động tới, không nên là phản biện thẳng thừng như thế nha. Tại vì mỗi người có một sống và cái cách làm riêng. Người ta sống cái nghề này thì mình không nên phá người ta và không nên làm khó người ta làm gì đó. Mỗi người có một đường sống riêng, mình không nên đánh sân sang cái cuộc sống của người khác. Nói như thế. Mình vô mình quay cái đống sầu riêng cắt cho mình xem. Thấy đẹp lắm. Sầu riêng mình sẽ nó có giá cho cái cổ này. Cái cổ này. Nè, cắt nè. Đó. Có giá cổ này. Và cái cổ 28 như người chắc đang bán lễ nè. Nha, còn qua lễ thì giá cả thì năm nào nó cũng biến động, là giá cả qua lễ là nó sụp đó. Nè các bạn, sầu riêng nè đó, nè ba học đứng là cắt hết, hai học đứng, hai học gửi, ba học là cắt hết, này cả 2 tấn ạ. Bạn tình có cô mời nó chứ đâu. Bạn tình. À, bữa nay hôm qua nào quá chẳng hôm qua nó chưa về vậy nào. Ông chủ sầu riêng à, ông này cắt mạnh á. Lái này cắt mạnh lắm. Ai vậy, bạn ai vậy? Bạn tình của cậu với ai? Gì? Bạn tình của ông với ai? Bạn tình ai của cái mấy cái thẹo này là vẫn lấy bình thường. Đang hả? Đâu có. Hai học thì bỏ lại. Ba học đứng lấy hết, hai cửa ba học đứng là lấy hết. Ba là ta lấy. Ba học có hai học có nhiêu. Cậu mười bữa nay gánh tới chiều ông cũng không mệt nữa, gánh nửa đêm ông cũng không mệt nữa. Đi lại qua đường bên đây đi. Gánh hoài. Rồi, ok các bạn.